phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện với nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Vừa qua, đoàn xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã xây dựng mô hình rửa xe gây quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động trên đã thu hút nhận được sự quan tâm hỗ trợ của người dân địa phương bằng nhiều hình thức như cho mượn máy bơm nước, máy nén khí, dây điện, hỗ trợ quạt, bàn chải, nước uống, bàn ghế và rất đông người mang xe đến rửa. Kết thúc hoạt động, các đoàn viên thanh niên đã rửa được 135 chiếc xe máy ô tô, thu về số tiền gần 14 triệu đồng. Từ số tiền trên, đoàn xã đã tổ chức trao 10 suất quà trị giá 600.000 đồng một suất, tặng 10 trẻ em ở địa phương có hoàn cảnh gia đình khó khăn và tổ chức các hoạt động ý nghĩa khác cho các em thiếu nhi trong xã. Rửa xe gây quỹ từ thiện là hoạt động ý nghĩa thiết thực và là hoạt động giáo dục đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần tương thân tương ái, xung kích vì cộng đồng.